cả gia đình cùng ăn một bữa cơm, lúc này chỉ có gia đình nhà em thôi, và cả gia đình chụp chung một bức ảnh. Đây là bức ảnh đầu tiên trong cái gia đình của em. Xong rồi em được có cái cảm giác là trước đấy thì em rất là ghét bố ghét mẹ, nhưng cái ngày hôm đó thì em có thể gối đầu lên trên đùi bố, gác chân lên đùi mẹ để ngủ một cái giấc rất là ngon lành. Một cái sự chuyển hóa mà em cũng không biết là nó từ cái chỗ nào, nhưng mà gia đình nhà em đã được cái điều đó. Và sau ngày hôm đấy thì bố em bắt đầu nói rằng là à, rất là thương mẹ, mặc dù là nói cho bọn em thôi. Còn mẹ thì cũng bắt đầu cảm nhận rằng là mẹ cũng nhận thấy là có cái gì đó mẹ có lỗi lỗi với bố. Thế là một cái sự chuyển hóa mà đến mấy chục năm trời của gia đình nhà em lần đầu tiên có được. À, lời đầu tiên thì thật sự là em rất 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 là biết ơn thầy vì tất cả những gì mà em nhận được trong thời gian qua. Em biết đến cộng đồng của mình từ ngày 20 tháng 7, và em cũng lần đầu tiên em nhìn thấy thầy, đó là em nhìn thấy, tức là trước hôm đấy thì em có nhìn thấy qua một vài video rồi, nhưng em cứ xem lại buồn ngủ, thế nên là gần như chưa bao giờ em nhìn rõ khuôn mặt của thầy hay là nghe được những cái tri thức của thầy. Nhưng mà lần đầu tiên em nhìn thấy thầy đó là vào cái sự kiện là 29 30 của tháng 7, và cái sự kiện 2000 người ở Hà Nội ạ. Cơ duyên đấy em cũng xin phép được một vài phút để em chia sẻ cho về cái cơ duyên mà em có mặt ở cái sự kiện đó. Thì em có một người bạn tên là Đỗ Quyên, hai đứa bọn em là bị mất kết nối gần 2 năm rồi. Và Vâng. cái lần cuối cùng, cái cuộc nói chuyện cuối cùng đó là hai đứa cãi nhau. Thế nên là gần như ở trong cái trí nhớ là rất là ghét nhau. Thế là hôm đấy bạn ấy có nhắn tin cho em, thì ngay việc đầu tiên bạn nhắn tin cho em là em đã phòng thủ rồi, vì lúc đầu tiên là hai đứa từng làm về dự án đầu tư tài chính. Nhưng mà sau đó thì em nói là em bận lắm nên là có gì thì nhắn tin thôi chứ không gọi điện được. Xong bạn nhắn một tràng, đại loại là bạn nhắn một tràng là tớ không chia sẻ về cái này đâu, không chia sẻ về đa cấp đâu, không chia sẻ về kinh doanh đâu, nói chung không liên quan gì đến tài chính đâu. Còn nếu như bạn muốn thay đổi cuộc đời thì bạn hãy gọi điện cho tớ. Bạn muốn thay đổi cái gì, cái này kia thì bạn bạn phải dành thời gian nói chuyện với tớ, vì đây chính là cái cơ hội cuối cùng để cho bạn có thể về được cái sự vui vẻ bình an thật thật sự luôn. Thế là em cũng không biết được, nhưng mà ít nhất là mình bỏ được cái rào cản phòng thủ. Thế em bắt đầu đặt hẹn cái thời gian để liên lạc với bạn Quyên, và em thấy thực sự đến bây giờ thì em thấy rất rất là biết ơn bạn, bởi vì thực sự là cái việc mà bạn ấy chia sẻ cho em và giúp đỡ cho em là một cái tình cảm nó rất là thuần khiết. Em đã dành một cái thời gian buổi trưa, một cái thời gian buổi tối để nói cho em về rất rất là nhiều thứ, thật an giả an, rồi năm ngôi nhà, rồi vân vân, rất là nhiều những cái kiến thức mà lần đầu tiên em nghe thấy. Tuy nhiên thì cũng chưa chưa khiến cho em tham dự cái lớp ở trong 2 ngày ở ngoài Hà Nội, bởi vì lúc đấy em đang làm việc ở trong Sài Gòn. Thế thì có một cái thông tin mà cuối cùng bạn ấy nói ra, bạn bảo là hôm nay là do em gái của bạn nhờ tớ gọi điện cho bạn. Thực sự thì em gái của bạn rất là mong muốn là đưa bố mẹ bạn đến cái sự kiện đó, nhưng em bạn thì không thể tháp tùng được cả hai người, cho nên em bạn cũng muốn rằng là bạn cũng có mặt ở đó để tháp tùng một trong hai người. Thì em nghe cái điều này thì là nó có một cái điểm là chợt nảy lên trong mình, bởi vì là bố mẹ em thì ly hôn là 32, 33 năm, nhưng mà ly hôn trong cái tình trạng là bố rất là hận mẹ, tức là bố trong suy nghĩ của bố là một cuộc đời của bố khổ là do mẹ, và mẹ cũng rất là hận bố là cuộc đời của tôi khổ là do anh, bắt nguồn từ anh rồi như này kia. Em với lại em gái em là gần như không bao giờ được nhắc tên bố hoặc tên mẹ, thậm chí cái tên giống như vậy thôi là nói cũng phải lén lén nó ra trước mặt bố hoặc mẹ, gần như không bao giờ được nhắc tên những cái điều đó trong gia đình khi mà ở cạnh bố hoặc khi nó ở cạnh mẹ. Nhưng mà một cái điều mà nó đấy là một cái điều mà bọn em khổ tâm nhất, đó là bố hận mẹ bao nhiêu thì trút lên, tức là chuyển hết sang cho con cái, chuyển hết tất cả mọi cái cảm xúc này sang con. Vậy nên em gái của em thì rất là hận mẹ, còn em thì ở với mẹ thì lại rất là hận bố. Trong cái hình ảnh của mình là bố là một người đàn ông rất là xấu, một người đàn ông vũ phu, một người đàn ông như thế này, người đàn ông như thế kia. Tức là ngay từ cái lúc mà còn bé em đã hình thành lên trong mình một cái về một cái người bố rất là xấu như vậy rồi, và gần như là không bao giờ có thể yêu được, và mang theo tất cả những cái cảm xúc của mẹ đấy sang hận và trách bố. Thế đến sau một thời gian nữa thì em lại về ở với bố, thì lại cũng nhận luôn tất cả những cái cảm xúc của bố dành cho mẹ. Thế trong của em là từ hơn 30 năm, từ hơn 30 năm là mang một cái cảm xúc đó là vừa hận bố vừa hận mẹ, oán trách. Nhưng bên ngoài cái mặt ý thức này thì để luôn luôn trở thành một cái người con rất là ngoan, người con hiếu đạo, rồi người con như này, bố mẹ nói cái gì là nghe cái đấy. Nhưng mà thực sự khi bố mẹ nói một cái gì là bên trong nội tâm của mình rất phản kháng, chỉ muốn làm ngược lại thôi. Đấy đấy là cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh của em. Thế sau đó thì cái thông tin mà bạn Quyên vẫn nói như vậy, thế là em đã quyết định là em mua vé để ra Hà Nội tham dự cái lớp 2 ngày. Mà thực sự là nó rất là kỳ lạ lắm luôn, em đến bây giờ em cũng không hiểu, em cũng không thể giải thích được là bố mẹ em ở trong cái tình cảnh như thế. Nhưng
Nhưng mà sau khi mà cái buổi học buổi sáng xong thì đến buổi chiều là cả nhà đã ngồi cùng nhau trên một cái hàng ghế rồi. Cả nhà thì lúc đấy là em chỉ nghĩ đơn giản là mình đã từ Sài Gòn đi ra rồi thì mình muốn chọn một cái vị trí ở bên trên để cho nó tốt, để mình có thể nghe được nhiều hơn. Thế là em có mua vé ở phía bên bên trên VIP. Thế là cả nhà là đến buổi sáng thì đang chạy loạn xị đi để bởi vì là tìm chỗ, vì mỗi người một chỗ, vì cố gắng là tách nhau ra. Nhưng đến buổi chị ngày thứ tiếp theo là cả nhà đã ngồi trên cùng một hàng ghế. Xong những buổi tiếp theo di chuyển là cả nhà đã ngồi chung một cái xe. Rồi cả nhà buổi tối ngày hôm đầu tiên ấy thì cả nhà ở trong cùng một cái nhà để ở nhờ, nhưng mà trong một cái bối cảnh là vẫn có cả những người xung quanh. Em nghĩ mà có thể là do là kiểu như bố mẹ vì mặt mũi cho nên là có những người xung quanh thì không thể hiện ra. Mà em bảo là gia đình nhà em cũng chưa từng được gặp thầy, chỉ được nhìn thấy thầy bên trên thôi, còn nghe thầy giảng thì chỉ toàn buồn ngủ thôi, buồn ngủ thôi. Các cái bạn phụng sự đi qua là đưa cho em những cái tờ giấy để hướng dẫn cho em tỉnh ngủ, nhưng em vẫn cứ buồn ngủ. Thế thì sau hết sự kiện của 2 ngày đó thì đến ngày thứ ba, ngày 31 tháng 7 á, thì là mẹ em, nhà em thì là em ở trong Sài Gòn, em gái ở Hà Nội, bố ở Thanh Hóa, mẹ ở Quảng Ninh. Thế là ngày 31 thì mẹ đã bắt lên xe để về Quảng Ninh rồi. Nhưng sau đó hai chị em, rồi buổi buổi sáng hôm đấy bố em sửng cô lên, bố em chửi là tại sao cho bố đi đến cái sự kiện đấy, bố không thích kiểu như thế này. Lúc này là chỉ có gia đình không thôi, là bố không thích không như thế này kia. Nhưng sau đó thì bắt đầu hai chị em nói chuyện với bố với mẹ, và mẹ lại xuống xe quay lại. Và lần đầu tiên trong cuộc đời của em đó là cả gia đình cùng ăn một bữa cơm. Lúc này chỉ có gia đình nhà em thôi, và cả gia đình chụp chung một bức ảnh. Đây là bức ảnh đầu tiên trong cái gia đình của em. Xong rồi em được có cái cảm giác là trước đấy thì em rất là ghét bố ghét mẹ, nhưng cái ngày hôm đó thì em có thể gối đầu lên trên đùi bố, gác chân lên đùi mẹ để ngủ một cái giấc rất là ngon lành. Một cái sự chuyển hóa mà em cũng không biết là nó từ cái chỗ nào, nhưng mà gia đình nhà em đã được cái điều đó. Và sau ngày hôm đấy thì bố em bắt đầu nói rằng là à, rất là thương mẹ, mặc dù là nói cho bọn em thôi. Còn mẹ thì cũng bắt đầu cảm nhận rằng là mẹ cũng nhận thấy là có cái gì đó mẹ có lỗi lỗi với bố. Thế là một cái sự chuyển hóa mà đến mấy chục năm trời của gia đình nhà em lần đầu tiên có được. Thế thì bản thân em thì mang rất là nhiều, đấy là cái sự chuyển hóa đầu tiên sau hai sự kiện 2 ngày. Còn bản thân em thì mang rất là nhiều những cái tổn thương từ những cái năm từ nhỏ, bởi vì bản thân mình mang rất là nhiều. Và cũng rất là may mắn cho em đó là bạn Quyên, bạn ấy đồng hành cùng em, rồi mẹ em cũng đồng hành cùng em, vì hiện tại mẹ và có ba mẹ, hai em mẹ con ở trong cộng đồng, thế là đồng hành cùng em. Thế đến cái hôm mà em ở trong Sài Gòn á thì mẹ em bảo là thôi con về nhà đi, tức là do một số biến cố trong công việc là chuyển đổi công tác, cho nên là mẹ em bảo về nhà. Nhưng mà con nói mẹ em là thực sự là con không có cảm giác khi ở nhà mẹ, cũng không có cảm giác an toàn khi là ở nhà bố. Vì trước đến giờ là ở nhà bố nhà mẹ là tức là hơi một tí là bố chửi, xong là bố đuổi đi, rồi nó rất là bất an, thế nên em không có cảm giác gì an toàn đó. Thế nhưng mà bạn Quyên rồi mẹ em cũng nói là mẹ về nhà rồi, thế thì em nghĩ là thôi mình thử xem là như mẹ về nhà nó như thế nào, mình muốn thử cái cảm nhận như thế xem mẹ thay đổi như thế nào. Bên này em cũng chợt nghĩ lại đến đến con trai, khi mình cứ đi mải mê như thế thì sợ một ngày nào đó con trai mình cũng mất kết nối với mình. Thế là đấy là những cái động lực mà em quyết định em đi về về nhà vật lý của mình á. Thế nhưng mà từ khi mà em về nhà thì em rất là may mắn là ngày trước đây em ở nhà không á, thì em rất là sợ là mình không làm được cái việc gì thì cảm giác như là mình không đóng góp được cái gì thì mình ngại này, ngại với cả bố cả mẹ của mình luôn. Rồi là không làm cái việc gì thì sợ bị soi, sợ bị phán xét, sợ bị rất là nhiều thứ. Thế nên là mình cứ gượng gượng gạo gạo, thậm chí là về nhà là vội vội vàng vàng là phải đi xin việc hoặc làm việc luôn. Thế nhưng lần này về thì em có cái cảm giác là à, mình giống như cái đứa trẻ mà chưa lấy chồng ấy, có nghĩa là không không phải lo lắng đến những cái việc đấy nhiều. Thế là em cũng được toàn tâm toàn ý trong cái việc học tập tất các cái tri thức của thầy, cũng như là có những cái thời gian để khiêm hạ, tức là một cách nó tập trung hiện hữu hơn. Và cũng chính vì cái việc học tập em học rất là nhiều, cũng nốt bài cũng làm rất là nhiều thứ, và em cũng nhận được rất rất là nhiều những cái tri thức của thầy. Rồi trong quá trình khiêm hạ của em nó có những cái giai đoạn chuyển sang cái giai đoạn màu cam, mà thầy đã như thầy nói rồi, bạn Quyên đồng hành cùng em, bạn giúp em vượt qua cái giai đoạn màu cam, là cái giai đoạn mà nó trồi lên rất rất là nhiều thứ, mà cảm giác em người em nó giống như không còn một tí thể lực năng lượng nào luôn á. Thế nhưng mà bạn ấy đã đồng hành hướng dẫn em, xong đó em tiếp tục cái quá trình khiêm hạ trong đến ngày hôm qua. Thực sự là ngày hôm qua là cái ngày mà em cảm nhận rất là rõ cái việc là mình đã về nhà, thật sự là chạm đến từng tế bào của em về cái năng lượng biết ơn thầy giảng trong bài buổi sáng ngày hôm qua. Thế nên là
Cái ngày hôm qua thì chiều ngày hôm qua là em khiêm hạ là em đã chạm vào đến, và em có nói đến chia sẻ với lại mẹ với lại những người bạn, đó là khi mà khiêm hạ thì em trải qua ba lần khóc. Lần khóc đầu tiên đó là tủi thân, thương cho bản thân mình. Thì cái lần khóc này thì thực ra không phải khiêm hạ mới khóc đâu, mà từ trước đến giờ chỉ cần nhắc lại một trong những cái biến cố của em, người ta gọi em là biến cố bé năm, có nghĩa là cứ năm nào từ năm 9 tuổi đến năm 40 tuổi thì năm nào cũng có một cái biến cố nó rất là lớn. Cho nên em đã từng đi gặp các cái chuyên gia chữa lành, rồi chữa lành đứa trẻ bên trong, rồi đi học coach rất là nhiều. Thì các chuyên gia này đều nói em là nỗi đau bé năm. Thế nên là chỉ cần nhắc đến cái những cái điều mình đã xảy ra thì đã là tủi thân rồi. Thì trong cái khiêm hạ này thì cái lúc này là khóc nó rất là tức tưởi, tủi thân. Thì cái đấy là lần đầu tiên mà em khóc. Cái khóc kiểu thứ hai đó là khi mà em chợt nhận ra là mình sai rồi. Thực sự là nói với bố trong cái quá trình khiêm hạ là: bố ơi con sai rồi, mẹ ơi con sai rồi. Và cảm giác một cái khóc đó là khóc của cái sự hối lỗi, khóc của cái sự day dứt, khóc của cái sự dằn vặt. Thì cái khóc này em khóc mà sau đến cái khi mà em khóc ấy thì em cảm thấy rất là mệt, mệt lắm luôn. Em khóc xong mà em khiêm hạ xong là em phải nằm nghỉ vì nó rất là mệt luôn. Cái lần đầu tiên mà chạm ở cái vòng thứ hai á, em mệt lắm. Thì ngày hôm qua sau khi mà em khiêm hạ thì em chạm được vào đến cái sự yêu thương, mà lúc đấy em thấy trời, chưa bao giờ mà em cảm thấy là em yêu thương bố em, yêu thương mẹ em, yêu thương vợ chồng cũ của em, những cái người mà trước giờ em đang mang một cái sân si oán trách oán hận, thì em yêu mọi người lắm. Tôi như trong cảm giác là ơn đến từng tất cả mọi việc, tất cả những cái việc trước đây thì em cũng đều cảm thấy là nó biết ơn, mà cái sự biết ơn này từ trong sâu thẳm ở trong 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 cái tâm thức, cái trong trái tim của mình ấy. Và khi mà em khóc đấy là một cái sự rất là cảm động và yêu thương. Thế xong tắt cái cuộc ấy đi, cái là em gọi điện cho bố em bảo là: bố ơi, bố con vừa khiêm hạ xong, con yêu bố, yêu bố, bố có cảm nhận được không? À, thế xong bố em nói chung là cũng đã bao giờ em nói được những cái từ đấy bằng bằng vật lý đâu, mà chỉ đơn giản là ngày xưa chỉ là nghe lời, thể hiện như là con ngoan thôi. Còn với mẹ em thì em càng không thể, tức là ngày xưa ôm, nhưng mà cái ôm này nó rất là gượng gạo. Sau khi em khiêm hạ xong em xuống mà: mẹ mẹ con vừa khiêm hạ xong, con về nhà rồi, con yêu mẹ. Thế là ôm mẹ một cái là chặt, chặt luôn. Thế là nói chung là xong đến buổi tối ngày hôm qua em đi chơi, tại vì mọi khi mà em đi chơi, em đi ra ngoài đường, tức là ra khỏi nhà là tự nhiên em đóng vai như một cái người lớn, như một người trưởng thành, là mình cần phải nghiêm túc, mình phải như thế này kia. Cái sự mà đôi lúc mình giả vờ vô tư nhưng đấy là sự giả vờ của mình. Nhưng mà ngày hôm qua thì em đi chơi nhưng mà em nhảy nhót tung tăng, rồi là ví dụ như là mọi người xung quanh có những cái gì em không để ý, vui vẻ một cách rất là hồn nhiên. Em bảo: mẹ mẹ con như kiểu con trẻ ra được cả mấy tuổi ở trong cái bên trong của mình ấy mẹ. Ôi thích ơi là thích, và cảm giác là từ hôm qua đến giờ nó cứ vui vui lâng lâng suốt cả đi. Xong em bảo là bây giờ nếu giả sử như là em chia sẻ với ai thì em cảm thấy rất rất là tự tin, bởi vì là đây là cái phương pháp, một cái giải pháp vô cùng là quả và chắc chắn là có hiệu quả. Vì trước đây thì em cũng học rất là nhiều cái những cái chương trình chữa lành các thứ này kia rồi, thì em bảo là khi mà em chia sẻ cho mọi người và trong cộng đồng thì em vẫn có cái sự rụt rè, bởi vì là bản thân mình chưa được về nhà, nhưng bây giờ em thấy nó rất là tự tin. Em bảo là em có thể nói được hàng bao nhiêu tiếng để có thể chia sẻ cho mọi người được những cái cảm xúc mà em đang trải qua. Em rất rất là vui. Và khi mà em lần đầu tiên khi em viết cái lời biết ơn ấy, thì mọi lần để em viết thì em chỉ viết như viết văn thôi, nhưng ngày hôm qua khi mà em viết biết ơn thầy, biết ơn bạn Quyên gieo duyên cho em, biết ơn mẹ đồng hành cùng, thì em cảm thấy rất cảm động. Viết xong lời biết ơn mà tự nhiên mình thấy cảm động, mình thấy khóc khi mà gửi lên trên nhóm. Thế là qua Zoom này lần đầu tiên em được nói chuyện trực tiếp với thầy, em xin gửi lời biết ơn rất rất là nhiều của em đến thầy cũng như là đến cô, rồi tất đến bạn Quyên, đến mẹ và đến tất cả những anh chị em trong cộng đồng đã gửi năng lượng yêu thương đến em trong những cái thời gian vừa qua. Và em cũng rất là mong được đồng hành cùng với anh chị em mình trong suốt cái phần đời còn lại luôn á. Vậy em biết ơn thầy, cảm ơn tất cả anh chị em đã câu chuyện của anh trong cái hành trình 2 tháng.